Quý vị đang đến với chương trình Cảng biển Bà Rịa Vũng Tàu của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Thưa quý vị, số hóa cảng biển là xu hướng phát triển tất yếu đã được nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng. Mới đây, công ty cổ phần tư vấn thiết kế cảng kỹ thuật biển đã giới thiệu ứng dụng mô hình số cho hệ thống cảng ở Cái Mép Thị Vải. Đây là mô hình số hóa về quản lý, đầu tư, quy hoạch cảng biển hiện đại. Nếu áp dụng mô hình này, Bà Rịa Vũng Tàu sẽ là tỉnh tiên phong trên cả nước số hóa công tác quản lý, đầu tư, quy hoạch cảng biển. Khu cảng Cái Mép Thị Vải là cửa ngõ ra biển của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đồng thời cũng là cửa ngõ hội nhập giao thương với thế giới bằng đường biển lớn nhất, quan trọng nhất Nam Bộ. Theo quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam, Cái Mép Thị Vải là đầu mối giao lưu quốc tế của cả khu vực phía Nam và đặc biệt là vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, nơi giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam. Với vai trò quan trọng như vậy, nếu thực hiện việc số hóa đồng bộ từ khâu quy hoạch, quản lý cho tới vận hành của hệ thống cảng sẽ mang một ý nghĩa rất lớn, giúp cơ quan chức năng cũng như chủ đầu tư, nhà khai thác có thể quản lý và khai thác cảng biển hiệu quả hơn. Trên thế giới, mô hình cảng biển thông minh cùng với bản sao kỹ thuật số được ứng dụng hiệu quả tại cảng Rotterdam của Hà Lan, cảng biển cửa ngõ tại châu Âu. Bản sao kỹ thuật số được ứng dụng để thiết lập, theo dõi, vận hành các hoạt động vận chuyển và quản lý hệ thống cơ sở hạ tầng dựa trên các dữ liệu phân tích về thời tiết, địa lý, điều kiện thủy hải chăng, mang lại nhiều lợi ích như tối ưu hóa quá trình tàu cập bến, giảm thời gian chờ, tiết kiệm chi phí, bảo đảm an toàn trong quá trình hoạt động và dự báo thời gian bảo trì thiết bị. Với vai trò là đơn vị tư vấn trong lĩnh vực cảng công trình biển, công ty cổ phần tư vấn thiết kế cảng kỹ thuật biển Boxquast nhận thấy việc áp dụng thành tựu của công nghệ 4.0 để nhanh chóng hoàn thành mục tiêu số hóa hạ tầng cảng biển, tiến đến xây dựng cảng thông minh là xu hướng phát triển tất yếu. Theo đó, Boxquast giới thiệu mô hình số hóa hệ thống cảng được tích hợp từ mô hình hiện trạng, mô hình quy hoạch các bến cảng mới, các mô hình hàng hải của tàu, mô hình thủy hải chăng, các mô hình mô phỏng hoạt động khai thác, nhằm giúp các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp, khai thác cảng biển, hãng tàu và cả nhà đầu tư dễ dàng nắm bắt trực quan toàn bộ hệ thống cảng biển. Mô hình số cơ sở hạ tầng cảng biển cho phép nghiên cứu quy hoạch phát triển không gian, chi tiết, hình học hay tọa độ, cao độ của từng điểm bất kỳ của công trình, nhìn tường tận hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm dưới mặt đất, đáy sông, địa tầng, địa chất, các thông tin liên quan đến quản lý, duy tu, bảo trì. Trong tương lai còn cho phép tái tạo những gì đang xảy ra trong hệ thống cảng, thiết lập các kịch bản mô phỏng mọi hoạt động của cảng, như các hoạt động giao thông, các tình huống sự cố có thể xảy ra, để xây dựng các kịch bản ứng phó, tiến tới hoàn thiện hệ thống quản lý cảng biển một cách toàn diện, đáp ứng xu thế phát triển cảng thông minh. Với hệ thống thiết bị và công nghệ quét laser scan 3D tiên tiến Boxquast, xây dựng cần chưa hoàn chỉnh mô hình số cơ sở hạ tầng cảng biển, tích hợp hệ thống thông tin từng công trình BIM với hệ thống thông tin địa lý 3D GIS. Và nếu áp dụng, Bà Rịa Vũng Tàu sẽ là tỉnh đầu tiên và duy nhất tại thời điểm này trong cả nước xây dựng mô hình số hệ thống cảng biển này. Bây giờ nhiều khi là nó lưu cái
biết sao, nhiều khi là nó lưu cái trước mình đã sửa rồi xong. Okay, đúng rồi. Mọi người có thể nhìn thấy ở trên màn hình, đây là toàn bộ hệ thống cảng biển Bà Rịa Vũng Tàu, từ sông Cái Mép Thị Vải cho đến sông Dinh. Thì tất cả các dự án cảng ở đây đã được số hóa và được chuyển lên trên nền tảng đám mây điện toán. Thì trước hết chúng ta có thể nhìn thấy ở đây là cái mô hình hiện trạng. Ok, toàn bộ các cảng đã được số hóa và với từng cái vị trí cảng thì chúng ta có thể xem được thông tin. Ví dụ chúng ta có thể nhìn ở đây, đây là cái cảng Dây Ma Linh. Thì thông tin của cảng sẽ được hiện hết lên trên phía góc phải của màn hình, bao gồm vị trí, chiều dài tuyến bến cho đến công suất của cảng. Chi tiết hơn thì sẽ được nằm bên trong những cái tệp đính kèm của cái khung view bên trên hình. Đây là mô hình hiện trạng, thì là các dữ liệu số hiện trạng mà chúng tôi thu thập được bằng các thiết bị laser scan, các thiết bị khảo sát về bay chụp để đưa ra mô hình hiện trạng của công trình. Thì toàn bộ cái hệ thống này đã được số hóa lại hết. Tiếp đến đó là cái mô hình về quy hoạch. Tức là ở đây nếu mà chúng ta xem xét là quy hoạch mở rộng hay là phát triển thêm cái hệ thống thì chúng ta có thể xem vào trong cái mô hình quy hoạch. Bên cạnh cái mô hình về hiện trạng thì tất cả những cái thông tin về số liệu khảo sát cũng như là lập quy hoạch cho dự án cũng đều được đưa lên trên mô hình này hết. Ở đây ví dụ như là chúng ta xem cái cao độ cũng như là các thông số liên quan đến quá trình khảo sát địa hình, địa chất, thủy hải văn của dự án thì đều được tích hợp hết lên trên mô hình. Với cơ quan quản lý nhà nước thì việc mà thiết lập cái mô hình số hiện trạng ấy sẽ đóng góp rất nhiều cho cái quá trình mà quản lý về hiện trạng ở cái khu vực mà tiến hành xây dựng trong tương lai. Cái thứ hai là khi mà chúng ta thiết lập cái quy hoạch ấy, có thể xem xét được cái việc mà thiết lập quy hoạch ảnh hưởng gì đến những cái điều kiện hiện trạng cũng như là cái điều kiện phát triển kinh tế xã hội tương lai. Và cái thứ ba ấy là nó phục vụ rất là tốt cho cái công tác mà kiểm đếm cũng như là quản lý đền bù giải tỏa cho cái bước lập quy hoạch của dự án. Việc quản lý cảng biển trước đây khá khó khăn và cần nhiều nguồn nhân lực cũng như chi phí để kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu. Tuy nhiên, với sự phát triển của công nghệ thông tin, sự ra đời các công nghệ thông minh, việc vận hành cảng biển ngày càng hiện đại dễ dàng. Đặc biệt, những thách thức từ dịch COVID-19 đã và đang thúc đẩy quá trình tự động hóa trong lĩnh vực cảng biển logistics và trở thành xu hướng chính trong thời gian tới. Thời gian qua, các doanh nghiệp cảng tại cụm cảng Cái Mép Thị Vải cũng đã không ngừng đầu tư trang thiết bị hiện đại, các hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng công nghệ để phục vụ hiệu quả cho hoạt động khai thác cảng. Trước thông tin về một mô hình số áp dụng chung cho cụm cảng, các doanh nghiệp cảng đều cho rằng điều này sẽ rất thuận lợi. Như chúng ta biết thì cái xu hướng về chuyển đổi số là một cái xu hướng hiện giờ cũng rất phổ biến trên thế giới. Trong rất là nhiều lĩnh vực, trong lĩnh vực cảng biển thì cũng đã xảy ra. Và cái đối với Việt Nam thì gần đây nhất chúng ta cũng thấy là trong cái cuộc làm việc của Thủ tướng Chính phủ vào tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, khi mà triển khai cái nghị quyết 24 của Bộ Chính trị, thì một trong những công ty là công ty cổ phần tư vấn về dịch vụ cảng biển là công ty Bocos cũng đã giới thiệu với Thủ tướng và trong cộng đồng về cái việc mà quản lý cái hệ thống cảng biển bằng cái mô hình là chuyển đổi số. Thì đối với một doanh nghiệp cảng biển thì chúng tôi cũng rất là hoan nghênh những cái bước đi này. Tại vì khi mà áp dụng việc này thì cái hệ thống chúng ta có thể quản lý cái hệ thống cảng biển, các cơ quan chức năng có thể quản lý hệ thống cảng biển bằng các cái dữ liệu mà rất là khoa học, rất là chính xác. Và cái việc này tôi nghĩ cũng là một xu hướng rất là tốt. Theo BotQuest, đây là một trong những dạng tiêu biểu về mô hình số các công trình hạ tầng và đô thị mà BotQuest đã thực hiện, nhằm đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa trong giai đoạn công nghiệp mới, đồng hành với xu thế phát triển chung của cộng đồng cảng trên thế giới. Nếu áp dụng mô hình này, Cái Mép Thị Vải sẽ là cụm cảng tiên phong trong cả nước thực hiện số hóa cảng biển. Điều này mở ra khởi đầu tốt cho việc áp dụng rộng rãi ở tất cả các hệ thống cảng biển trên cả nước. Từ đó nâng cao tầm vóc cảng biển Bà Rịa Vũng Tàu nói chung, cụm cảng Cái Mép Thị Vải nói riêng. Chương trình Cảng biển Bà Rịa Vũng Tàu của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.